Cảm ơn anh vì đã nghe em ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Sao lại cảm ơn anh? Tại anh nghĩ rằng người cần cảm ơn là anh mới đúng chứ. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã xuất hiện ở đây. Em được bày tỏ về chính cảm xúc của mình. Bây giờ bạn có người yêu thì bạn báo mình nhá. Mình cũng thế. Ok. Chúng ta xuống kia đi. Okay. Không chúng ta nữa. Về nhà nhắn tin sau nhá. Bye. Em đi luôn à? Em đi luôn mà. Em hiểu. Và em vẫn luôn hiểu anh. Anh mừng vì điều đấy. Em vẫn luôn hiểu anh mà. Vẫn luôn luôn đứng đó và chờ anh một ngày đấy anh có thể chia sẻ mọi điều với em. Cảm giác mà những cái phút cuối như thế này này, thường là mọi người sẽ hay lắng đọng đúng không? Mọi người sẽ hay có một cái cảm xúc buồn đúng không? Nhưng mà anh và em, anh không muốn như thế. Tại vì mình hiểu nhau muốn gì, mình hiểu nhau như thế nào. Cho nên là nếu hôm nay anh không đồng ý ra về cùng em, thì em biết là anh và em vẫn có một cái mối quan hệ nó rất là khác, chứ không phải là buồn bã, ủy lụy hay là cái gì đúng không? Giống như anh nói rằng là anh không muốn cái về một cái kết buồn mà mọi người có thể vui lên đúng không ạ? Em mong là mọi người sẽ vui với quyết định này. Mình không muốn cái màn tỏ tình của mình nó ủy mị đâu mọi người. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã xuất hiện ở đây. Em được bày tỏ về chính cảm xúc của mình. Nếu như sau cái lần cắt này em có gặp một người có thể tiếp tục làm em rung động ấy, thì anh vẫn mong là em vẫn có can đảm để nói với người đấy nhá. Nhưng tại sao không phải là anh? Anh có thể ôm em một cái nữa không? Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em rất nhiều. Anh không thể nói dối mình là anh không có một chút rung động được. Nhưng mà tại vì hiện tại đối với anh là chưa đủ để anh có thể đi ra về cùng em luôn được. Sau một cuộc nói chuyện với em thì anh đã nhìn thấy con người bên trong em. Và anh cảm thấy rất là vui về điều đó. Mà cũng rất là xin lỗi em vì đã không thể khiến em vui hoàn hảo, vui trọn vẹn trong ngày hôm nay được. Anh cũng mong em đừng buồn vì những điều này. Ok. Thì cái xương rộp này cũng khá là dễ chăm á. Không cần tưới nước nó hàng ngày đâu. Chỉ cần... Mình chỉ cần để nó tự sống rồi đúng không? Tự sống lâu lâu nhìn nó xem nó có ổn hay không ạ. Cảm ơn anh vì đã nghe em ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Sao lại cảm ơn anh? Tại anh nghĩ rằng người cần cảm ơn là anh mới đúng chứ. Tại vì anh rất là mong được một lần ngồi trên này nghe người thích mình nói chuyện với mình, nói chuyện về con người mình, về những thứ mà mình không thể nhìn thấy được từ mình á. Anh nghĩ là người cần nói câu cảm ơn là anh, nhưng mà
người cần nói câu xin lỗi cũng là anh luôn, tại vì anh rất là muốn làm vui nhưng mà không thể nào nói lòng được. Cảm ơn em. Có phải có một cái không? Ok. Cảm ơn rất nhiều. Nếu được thì hãy giữ liên lạc nhé. Dạ. Anh sẽ ở lại. Tại vì sao anh không nói là mình có thể về mình tìm hiểu nhau nhiều hơn, tại vì anh biết nó sẽ không xảy ra. Em đừng khóc. Tại vì anh biết nó không. Anh muốn dứt khoát. Có thể là mình sẽ gặp lại nhau ở một cái mối quan hệ ở chữ duyên, nhưng mà anh không biết trước được, cho nên là anh sẽ không nói là như thế. Còn cái thứ hai là anh sẽ không, anh đã sai khi anh quyết định không nói chuyện với em nữa. Và anh sẽ không lặp lại cái sai đấy nữa. Mình vẫn sẽ nói chuyện, mình vẫn sẽ là những người bạn này, mình vẫn sẽ tâm sự này. Và chắc chắn anh sẽ về Hội An. Em có cho anh về không? Bây giờ không cho thì anh cũng về thôi chứ sao giờ. Anh rất là muốn gặp. Và nếu mà hai bác và chị có xem được chương trình này ấy, thì con rất xin lỗi vì thời gian này con chưa thể đem đến hạnh phúc được cho bé. Ba mẹ đừng có trách Đức Anh nha. Chỉ là nào mà Đức Anh về Hội An thế thì đừng có cho vào nhà thôi nha ba mẹ nha. Em nói ra hết những cái mà em suy nghĩ rồi cho nên em cảm thấy rất là thoải mái. Em có buồn vì sự dứt khoát quá của anh không? Buồn, tất nhiên là buồn. Anh xin lỗi nha. Bây giờ thì em không có giấu cái cảm xúc em buồn đó, nhưng mà em không khóc nữa. Khi mà em đi ra khỏi cái cánh cửa này á, thì em hy vọng là em sẽ mở lòng mình hơn và có thể tìm hiểu được một mối quan hệ mới, chứ không dây dứt trong cái mối quan hệ em với anh nữa. Và cái kết quả là thật sự em biết rồi. Anh có nhớ là em và anh hứa nhau gì không? Là ai có người yêu trước thì sẽ thực hiện một yêu cầu của đối phương. Nào mà có người yêu thì nhớ báo. Bình thường mình xưng như thế nào nhỉ? Mình với bạn đúng không? Bây giờ bạn có người yêu thì bạn báo mình nhá. Mình cũng thế. Ok. Xuống ta... kia đi. Không chúng ta nữa. Về nhà nhắn tin sau nhá.
Em đi luôn à? Em đi luôn mà. Bye bye mọi người. Trong đêm dài, một khi đã chọn yêu.